Rồi, xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bẩm sậm trà Phúc Kiến nha. Cây này đã sắm khỉ rồi nha anh chị cô chú. Đây, những cái rễ cám nó đã đâm ra khỏi mặt bao hết nha. Những đây là đoạn mới của nó nha. Cây này có hoành vị trí đây là 6 nha, cao là 20. Còn cái ngay cái co bay ra đây là 22 nha anh chị cô chú. Bay là 22. Hoành thân khá là lớn nha. Cây này bầu đất đã được sóng khỉ nha. Đây, dòng lá caro nha, dòng lá caro gai nha anh chị cô chú. Caro gai nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.